sẽ thông lắm ha, cột tóc ha, mấy cái cài tóc có không? Rồi, cài tóc đấy. Cô Dung cho mượn cái hộp, cái hũ để cầm lên cho nó làm mẫu. Mấy chị khác có thể không cần thâu ra, tại vì một vài người thâu có bỏ lên YouTube á. Rồi vậy là nó lên một người chính. Nghe và nhìn là chủ yếu à, cầm này cầm tay thôi. Bây giờ đó, hồi hãy giới thiệu nha. Là Angelina, Aloha. Chào mấy anh chị. Cái này là mình mới học của rất là cao. Luân ơi, đổi lại ai lớn tuổi tí được không? Tại vì không thấy rõ nếp nhăn á. Đúng rồi, cái này là thâu đó. Ok. Cho em xin mời nè. Chị đã được mình có thể là ba loại da cũng được, mình không có phải này, không phải xóa nếp nhăn. Mấy chị bây giờ để mình giải thích. Bây giờ mình giải thích nha. Cái này là True Face Action Ultra, chị Phượng rất là nói bằng cái bài này rất là nhiều lần. Mấy chị có thể về nghe lại cái A-Shot True Face Action Ultra của Phượng. Trong này là nó có cái Ketosin. Ketosin nó làm cho cái sự đàn hồi của da, săn chắc của da, da lên giống như là em bé còn nhỏ vậy đó. Tất đợt sau 25 tuổi thì cái da của mình bắt đầu chảy xệ và cái giảm giảm ở dưới bắt đầu nó sụp xuống. Thì cái Ketosin này của bà Chantel, mấy hôm nay mấy chị cũng nghe rồi, nó sẽ dựng cái giảm giảm ở trên, làm cho cái dưới nó nâng cái cơ lên để cho cái da mặt nó phính lên và lúc đó mình sờ lên thì nó sẽ săn chắc. Đó là cái công dụng của A-Shot True Face Action Ultra. Không xóa nếp nhăn nha, nó làm cho da săn chắc trở lại. Vì như vậy cho nên khi mấy chị có thể sử dụng sáng một viên, tối một viên. Mình rửa mặt như bình thường. Và chị Văn Lan thì cũng có một cái idea là mình mix với cái nếu mà chị nào có cái gọi là serum á, mình mix với nhau thì nó nhiều hơn future serum mình mix nhau thì cái đó nó cũng có kết quả rất là nhanh. Cái mặt của Hà này tối hồi hôm tới bây giờ, ngày hôm qua mấy chị gặp Hà là thấy mặt xệ xuống, nhưng mà tối hồi hôm làm xong hết, chỉ còn một chỉ cần một viên. Cái cách thức này thì mấy chị có thể là đi demo, mấy chị mới biết là chỉ cần chỉ trong vòng 3 phút thì mấy chị có thể nâng cái cơ mặt lên và làm cho cái da mặt họ săn chắc. Khi mà cái da mặt săn chắc thì mấy chị sẽ thấy cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mình có thể demo với tất ba cái loại tuổi 30, 40 và 50 và trên nữa. Mình đừng có sợ là không có nếp nhăn. Mình cứ được believe it. Cái sản phẩm mình nhìn cái mặt của Phượng Lê là mình đủ biết. Phượng Lê làm sao? Đó. Và 37 viên, cái mặt nó xích lên. Cái A-Shot, cái Galvanic cũng không có đưa cái mặt mình lâu như vậy. Chỉ có cái True Face mới đưa cái mặt mình nâng lâu mà không có bị chảy xệ như vậy. Thì Alan Nagao có dạy cho Hà đến cái chị chắc fire chat ngày hôm qua với Alan cũng có làm cái demo này cho team mà lô Hà. Mình ngước cái này ra rất là rồi bỏ đi. Mình trên này mình focus cho 7 cái điểm huyệt ở trên mặt. Mấy chị chia cái mặt mình đã làm 2, đi đeo cái vòng này đi xa đằng sau cái mặt ta của mình. Đây là điểm thứ nhất, cái huyệt thứ nhất. Tiếp theo là cái mép đi thẳng vào cái chỗ gần cái tay là cái huyệt thứ hai. Điểm thứ ba là ngay cái chỗ này, để nếu mà chạy máy mấy chị để cái máy 1, 2, 3, 4, 5 xong kéo thẳng lên trên cái đây, thấy trên cái tay của mình. Tức là mình có 1, 2, 3, mình có 3 cái focus. Cái chỗ này là người mới gọi là cái drainage, tức là cái là một cái huyệt chỗ mà mình có thể đưa cái chất mỡ ra ha. Mình kéo lên rồi mình kéo lên đó. Tiếp theo cái huyệt thứ tư thì mấy chị cái tay phía bên này đưa sát vào trong này, nó có một cái huyệt đó. Từ nửa là nửa mặt nha, nửa đây thôi nha, đừng có đế hết cái này mà chung vô là tự nhiên cái chỗ này nó thành cái bọc. Một phân nửa đưa thẳng lên và giữ lại. Nếu mà cái cách thế này mấy chị chạy máy cũng chạy như vậy nha. Xong rồi mấy chị bắt đầu từ đây đưa bốn phải không, đưa lên
nhích lên và trên này 5, giữ lại 5. Xong lấy hai cái tay bắt đầu đi thẳng, kéo gương lên trên này 6 và 7. Nha, 6 và 7. 7 cái điểm huyệt. Và nếu nhớ là tất cả mấy chị làm đừng có tiếp và làm tới ngay cái rèm này, mà phải vào trong cái chân tóc của mình khoảng chừng nửa phân. Phải đưa hết vào, sẵn vô. Đưa thẳng vào, đưa thẳng vào, đưa thẳng vào, vào trong cái chân tóc. Đi thẳng vào, vào trong cái này và để em sau giữ lại. Đó là những cái công thức để mình kích hoạt cái tay. Bây giờ mình lấy cái True Face hồi nãy mình ngắt rồi ha. Mình nhỏ vào, mình bỏ vào những cái huyệt đó. Một viên không có cần phải nhiều, mấy chị nói là ô một viên ít quá, nhưng mà thật sự là một viên có thể là nếu cái mặt dày xấu quá xài viên được không chị? Thật luôn. Nếu mà thiếu cái này không phải là phải làm cho nó dày trở lên, mình chỉ cần một lớp mỏng thôi, tại vì nó cơ thể của mình nó tự tạo ra cái epoxy, miễn sao mà cho nó touch cái da mình là nó absorb vô thì tự nhiên cái hormone của mình nó tạo ra cái epoxy, chứ không phải là nó mình để cho nó độn lên mà mình phải bỏ dày hay không nhỉ. Cái này nó một cái khoa học đặc biệt, thì Trinh chắc phải phân tích về cái khoa học cái epoxy này xong ha. Etosin. Bây giờ mình ăn, bắt đầu mình tao thao tác. Cái chỉ có coi bình thường. Dạ. Cái này mình cần lắm. Sorry. Mình làm chừng khoảng vài ba phút để cho nó thấm vào. Nửa mặt làm hai ba phút chị. Làm cho nó kia nó khô thì thôi em. Mình đã cần rửa mặt trước để mình tẩy trang cho người ta thôi. Tại vì nếu mà mình làm kỹ thì mình lấy cái này mình rửa mặt. Nhưng mà bây giờ mình không có cần, mình nghĩa là xé ra mình làm liền, để cho người ta thấy là mình không có magic. Nhiều người họ lại nói ồ tại trong cái này có cái này, mình thấy nó nhiều cái step quá đó, thành ra người ta lại cảm thấy là hơi khó khăn. Cái này mình muốn biết cho người ta là mình chỉ cần sức qua đêm thôi, qua sáng hôm sau cái mặt họ vinh lên và họ sẽ thấy cái sự vinh này trong vòng vài phút. Đây chị đi hết rồi. Cũng đó là một cái hình thức instant face. Nhớ nha, lần sau này anh đi cái gạo anh nước cũng vậy. Khi mình xài cái viên này xong mình có cần giữ da gì không? Có chứ, nếu mà mình có những cái bộ như là moisturizer gì đó thì mình cũng nhẹ thôi. Cũng nhẹ thôi. Chị, cái này mình bỏ trước khi make up được không? Cái này là cái base, cái bước căn bản. Bà bác sĩ cũng nói đó. Mình cleanse, mình rửa mặt xong mình bỏ. Mình apply cái này xong rồi mình bỏ những cái chống nắng hay là nếu mà mình rửa mặt xong ha, thì đầu tiên nếu mà mình xài bộ Age Lock mà nó có cái serum đó, thì mình rửa mặt xong mình bỏ cái serum trước, rồi mình bỏ cái viên này lên, rồi sau đó mình rửa mặt xong mình thoa cái này trước và mình thoa cái kem ban ngày hoặc là ban đêm. Bây giờ là Hà với Hà mix cái này và cái serum một shot của cái serum, mình shot một shot xong mình mix cái serum. Mình không nhớ tự mình làm nó cũng có kết quả. Mình chỉ cần để theo ba cái huyệt đó thôi, bảy cái huyệt của mình. Mình tự mình làm. Nhớ đúng bảy huyệt đi theo direction tự mình làm. Nhưng mà mình làm xong á, mình biết làm sao không? Mình làm.
xong 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 cái hết rồi, rồi đó, nó sắp sửa khô rồi thì thôi, rồi xong rồi mình để chừng khoảng 3 phút mình chụp hình cho khách, mình sẽ thấy cái sự khác biệt liền. Cô này mụn lắm, bây giờ phải trị mụn trước khi làm cái gì cả. Nhiều khi bỏ cái serum mà da mặt nó còn mụn như vậy, nó không có đủ thâu nha. Ok, như vậy thôi. Bây giờ mấy anh chị em là chờ thử một chừng khoảng 3 phút đi, xong rồi mình nghiêng cái mặt lại, anh chị em sẽ thấy sự khác biệt. Đồng hồ canh đúng 3 phút nha. Thì coi như là nó tạo chăm dần 3 phút không được người đó chị. Tạo cái sự săn chắc. Cái Airblock này là nó có một cái được cái chất dinh dưỡng đặc biệt mà bà Sơn Teo mấy hôm nay giảng rồi, anh chị cũng biết rồi. Không, mình là chục năm đồng. Rồi, bây giờ mình nghiêng lại cho mấy chị biết mình thấy nha, em đứng vậy. Rồi, thôi xuống. Đây. Không. Bây giờ thấy chưa? Thấy thẳng chưa? Có thấy sự khác biệt không? 3 minutes. Give it time, 3 minutes. À, mình chỉ lấy cái một cái tay. Lấy cái tay đi, ghê lại. Không, lấy từ cái tay. Ai có cái iPhone em, Hương Quỳnh. Em để sẵn vô đây một cái. Em chụp một cái mặt liền, xong rồi em lấy, em quẹt qua quẹt lại. Sẽ thấy cái difference. Nửa bên này, nửa bên kia. Đúng rồi. Cái lặng. Nào bây giờ nè, bắt đầu mình nhìn thấy nè. Việc đầu tiên hết á là cái mặt nó sáng lên và nó đụng lên. Cái chỗ này bây giờ này nhìn nè. Cái chỗ này nó xệ nè. Thấy không? Nhìn hai con mắt á. Rồi tới hai cái đuôi mắt. Hải chào bà Boston nha Hải. Dạ dạ, em Boston. Giờ nhớ chưa? Quan trọng là quý vị nhớ được làm không? để mặt mình cười nè, mình cười. Phải nhớ. Chụp được chưa Hải?